cái nọc trâu mình á, ngay cái vừa mã là nó mình quậy mà phá quả biết gặp nữa, lấy ngay vừa mã là đóng phun cả lỗ. Cái lúc ở đây trong nhà nó thấy là nó quậy dữ lắm, dữ lắm. Ừ, nó vô đây là chết, nó quậy lắm. Ta không đem về, ta để tại đây. Tôi đi lại luôn. Cái bắt nữa, nó mày ngon mày làm hoài được mày ngon đi. Là hệ thứ ba tôi vô chạy đó, ngủ chạy kia giống, đang mình giữ gần nằm sát mé này nè. Đêm mới nhát trả đè trả cho ba bốn hiệp. Mã hả? Sao cái mã này có cái gì? Cái mã sao có cái cây cắm lên? Cao Tông Mỹ Lóc mến chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại thì Cao Tông Mỹ Lóc đang có mặt tại bến Bà Chi thuộc thuộc núi Dài Vạn Liên. Ở đây thì có một chú sinh sống và làm việc ở đây. Chú là một người bảo vệ và sinh sống ở đây cũng khá là lâu. Ở đây thì nghe lời bà con ở đây kể thì chú ở đây thường hai buổi tối gặp rất là nhiều những cái vong hồn còn lẩn quẩn ở khu vực này, và những cái câu chuyện xung quanh về cái khu vực này vẫn còn là một bí ẩn. Vào mỗi buổi chiều và buổi tối á, thì chú nói là thường hay xuất hiện những cái bóng người, và thường hay ra giỡn với chú, không biết là như thế nào. Cao Tùng Vlog cũng rất là tò mò. Ở đây mình thấy có một chiếc xe cũng khá là hoang tàn, để rất là lâu luôn. Và gần với khu vực này thì có một ngôi mộ mất cách đây cũng khá là lâu, nhưng mà đặc biệt thường hay hiện hình về ban ngày. Nghe mình nghe cũng khá là sợ của chú chị. Thôi bây giờ mình sẽ tiến vào trong để gặp chú nha, để nhờ chú chia sẻ những câu chuyện mà chú đã từng trải qua và từng gặp ở khu vực này. Chú ở đây là chú làm bảo vệ hả chú? Bảo vệ. Dạ. Chú ở đây chắc sống lâu năm ở đây hả chú? Không có, tôi người ở núi Sam mà vô đây giữ năm nay là 2 năm 7 tháng à. Dạ. Tháng 11 này đó là 2 năm 7 tháng. Nghe nói là buổi tối hay là buổi trưa vậy chú thường hay gặp những cái dòng đi hả chú? Dòng vậy. Ở hồi trước cái nằm khi mà lúc mà công trình màng mà dịch cúm á, thì trước dịch cúm tôi mới vô á, mới vô thì cái tối có mình một à. Đây vườn không à bịch thu à. Rồi đi qua bên đó rồi bịch thu ruộng đi qua đó bắt ve ve đó. Con mé đó nè. Hơi giờ nó dẫn tôi hết đi hết ba vòng. Ma dắt chú hả? Ma dắt nó rớt nó đập cái bịch. Tôi biết tôi không có sợ, nó dẫn tôi đi vòng vòng đi vô trọng thì tôi chỉ à. Dạ ơi. Là nó làm như thế nào chú? Hả? Nó mình đi bắt tới bị tôi không sợ, đi bắt tới vậy hen, đi bắt bọc ngang đó, nó tắt ngang qua đó là mình về cái chỗ xe mình giữ đó. Dạ. Đi một hồi có bọc vô trong. Bọc vòng vô trong. Và tôi biết bị gì hồi đó thấy ma bọc này nọ kia tôi biết thì tôi không có sợ. Cái tôi nói mày kệ mày, tao bắt rồi bắt bị đó tắt qua mà tôi đâu có sợ. Với phần tôi không sợ nữa. Đi bọc gục đầu bắt nữa nó bọc vô trong nữa. Cái thứ ba nữa là tôi cũng bắt nữa, cái thứ ba tôi bọc vô tôi đụng nhà tại chỗ á. Tôi phải rồi nghe cái mã đó. Cái tôi nó ngay nói tôi có vụ biết cái vụ mà ma mày giấu rồi tôi biết cái lạch đó có gì đâu. Lấy cái tay này tao vuốt vô mặt mày chết, lấy tay kéo quần xuống vuốt cái đít mình á, vuốt đít mình á. Quét cây vô mặt vậy nè. Là cái rồi đó là nó sáng ánh lại liền nó không có dẫn mình được. Là cái bắt đầu tôi bắt tôi đi về chạy luôn. Rồi cái đó thôi tôi về tôi giấu bị anh em đem mai tùm lum la dữ lắm, bị vậy trong này là chết chiến tranh đó. Rồi mình đâu có dám nói người cho người ta sợ, mình không sợ chứ mà nói cho người ta sợ mặn không được. Cái quay ngang qua dịch cúm á, cái quay ngang ở nếu mà mình đi về rồi trở lại công trình ta đâu có cho, bắt buộc phải ở đông quá đông nó chặt. Cái qua cái chạy chỗ cái mã đó đó. Qua bắt đầu nó lâu đó kéo qua gì không biết, bỏ chạy về nhà luôn, lo thuốc trị bệnh hết hết mới trở lên đây nữa. Mà trở lên đây là không có dám lo kéo lo hết rồi bình cái mã đó ở chỗ đó nữa. Thôi bây giờ đi bánh đây tôi chỉ cho. Dạ. Là cái lần thứ ba là chú mới cảm nhận được hay sao chú? Tôi biết trước rồi. Dạ. Nhưng mà tôi không sợ, tôi không chay. Nhưng mà tới cái kỳ là thứ ba là mình muốn về nhà rồi, bây giờ ở hậu vòng vòng mà mình đi đó là hoài sao? Vì bị giữ xe người ta. Yeah. Là tôi chạy cái là hết rồi đi bắt thẳng về nhà luôn, về xe luôn.
Có nghĩa là chú cảm nhận được, biết được cái biết hồi nói đập rớt cái nó làm rớt cái trái xài đó là bị dạ. Trước là vụ ma này là tôi gành rồi dạ. Rồi tôi rớt trái xài là mới rớt trái xài mà nó đập cái cây tôi biết đó là con ma, thành thử tôi lấy đèn tôi gọi đó có phải trái xài mà mày đập mà mình nghe mày biết nó rồi, nhưng mà mày kệ mày, tao bắt ve kệ tao bắt ve. Nhưng mà sao là chú lại bị tới ba lần đặng mình biết thì một mình lần là biết mình đi rồi mà, nhưng mình bắt tắt ngang gì chạy mình dạ. Thì bắt nó giam cái dẫn gì mình về chạy mà nó không về chạy, nó bọc vô trong chạy rồi một hẹp dạ. Hẹp thứ sau nữa nó bọc vô trong nữa, hẹp thứ ba nó bọc thúc vô trong rồi, thì bên trong nó bước ra bị ở đây thì tôi tới lui cái đường tôi gành rồi, đi xuống đây thì đụng cái đường này có lạc đâu nữa mà tôi sợ nó đâu, với tôi không sợ nó đi qua đây thì đụng cái đường này của tôi đưa dưới xe, thành ra mình lo mình bắt mày nhắc lại mày tao sợ bộ gì đó dạ. Đi cái thứ ba nữa là mình bị cái thứ ba nữa là cả như mình tính mình đi về nhà, chứ bây giờ ở đây mình bị vòng đó đó đêm nay chắc bỏ xe chúng bắt đầu hết dạ. Có nghĩa là cái con ma nó cũng sợ mấy cái đồ dơ phải không chú? Nó kỵ dạ, nó kỵ cái đồ dơ thiệt mà ma dẫn rồi là vuốt cái đít đó là tay mình vuốt vô đít rồi quẹt dạ. Vô mắt vô mặt vô trán vậy đó rồi là dạ. Là nó không có còn đường dẫn mình nữa, sáng nó hực lại liền. Có nghĩa là nó kỳ với đồ dơ luôn. Kỳ. Dạ. Mà không... phải vuốt từ trên đầu nè, trên đầu này vuốt xuống, nó dạ. Làm những lãng trên đầu bên xuống vậy đó. Dạ. Cái dưới này không có linh nha. Dạ. Con nghe vuốt nói là cái khu vực ở bên cái vườn xài này nghe nói là cũng nhát dữ lắm hả chú? Thì ở đây là tránh cái voi ngoài bên đó đó. Quay điểm đi vô đi ra đàn bà. Gồm cái bảo vệ chung với tôi ra ngủ đó nó đèo hoài. Là đè hả chú? Đè hoài cũng kia. Là cái tối như vậy đi vô đi ra nó cũng. Là mình thấy là hiện hình một người đàn bà đi vô đi ra luôn. Không đó là bị đè, ông còn thức, ông còn thấy đàn bà. Dạ. Đi ra đây. Trời ơi, nghĩa là bị đè mà lúc còn thức luôn. Còn thức. Trời ơi. Như vậy là mới thấy đàn bà. Chắc đó là khoảng tầm mấy giờ hả chú? Chú kia có kể chú không? Chắc 8 giờ gì tối mình giữ xe rồi mình ngủ đó mà chưa có kịp ngủ. Dạ. Mai à. Như vậy là cũng chập tối ha. 8 giờ là cũng chập tối rồi. Ma vô, ở đây ma đỡ. Trời ơi, ma mà chú nói ma đỡ lắm. Nghe mà quợn cho mình không? Nghe mà con lạnh ốc rồi đó. Tại vì tôi thấy ma còn hiện một ngày vậy. Hiện ban ngày luôn hả chú? Hiện ban ngày, cái đầu nhỏ tôi không có sợ là nó tính nó giấu tôi đó. Trời ơi. Nghe cái giò đó, chủ cây khỏi bụi ấy phút phất chú lùm chủ gạt cái ba cây đỏ dắt bên này là ba bê. Tối đi vô ngồi nhà đi vô nói chuyện đồ trao với tôi là nó gung cây nhát lại à. Chú nói cái voi chỗ nào? Cái mấy cây lan can này nè mà dắt bên đây nè. À mình đi lê đẳng được không chú? Được chứ. Đi đúng. Lê đẳng luôn đi. Đi luôn chú đi, ơi. Đi lại ngay cái vị trí mà nghe nói là đó là nó đè không? Nó đè chú. Đè chú kia luôn. Với tôi anh em nhau em sáu mấy rồi. Dạ. Trời ơi, xe mà. Nó quá ghê rồi. Còn thức mà đè lúc còn thức luôn. Lúc đó ở đây chắc người ta vắng hả chú? Hả? Người ta vắng lắm hả? Đâu có này bịch thu à? Dù không là đâu có. Ở này mới đổ được chứ đi đó chứ chiếc xe đa chạy là khó. Bịch thu à, giường không. Còn lúc trước là mình thấy ban ngày là ở đâu hả chú? Ở đó là tôi thường nhỏ. Mình nhỏ là ở đâu? Ở nhà mình hay sao? Ở cái nàng đâu, cái cửa đường, cái nàng. Mô hoặc à? Nghe chú kể mà kìa. Cái đó là hồi tôi nhỏ nhỏ đó. Vì mấy anh tôi đó, đàn bà mà đi vô ngày xưa mình đâu có mà chụp bếp ga bỗng gì đâu. Dòng lửa không có, chụp củi mà. Rồi mấy đàn bà ta đi vô chặt củi. Và nó giấu hết trơn nè. Rồi tôi nhỏ là đi bắn chim với mấy anh đó rồi mấy ông đồng có cho đi. Mới trốn đi. Đi vô đó là vô chưa trốn vô mà tới ổng gọi là mấy ổng gọi là mấy ông bắt mình ở tại đó chứ đi theo lưng ổng chứ mà đâu có cho dám cho về sao giấu. Quá trời. Rồi cái bụi tre vậy nè. Như bụi tre trồng giống của mình đó. Yeah. Rồi mấy ông đứng bên này bắn đó chim sóc bọng trồn đủ thứ hết trơn á, bắn thùng rồi mình đọc qua bên hông bên kia rồi mình cũng vô bu trong bụi tre đó chơi có thằng thú con á chơi dưới nít mà theo quả chim không nổi ở dưới gung ghinh bụi cỏ vậy nè, tôi tưởng tao chuột cái gì á, đi vô thùng vậy phịch lên không cao lắm nha, bao cao à ban ngày
vươn theo lên là nó lướt ngang luôn. Mà nói chung bây giờ nếu tôi chỉ cho em Út coi, nếu mà khuya tối mà mờ trời em Út mà thấy mà ma với người ta là phân biệt chứ ạ. Bởi vì nó đâu có đi, cái bóng của cao vậy nè, giòn cái nhá vậy nè, ngộ quá. Bị như nó có bóng nó đâu có bình mình đâu có đi đâu. Dạ, nhúng đầu gấu nhúng nó cũng ra cày nhái. Dạ. Ngộ quá. Không bao cao kìa. Vậy là nó đứng hỏng mặt đất. Hỏng mặt đất cao lắm. Ờ. Rồi là thấy nó đi, bởi vì ban đêm mình thấy mờ mờ mà xa đó là chắc ở xa đó là cái như là mình người ta với ma là mình phân biệt được. Dạ. Bây giờ người ta mình đang với túi chú đi ra lúc lắc nè. Còn nó đi là bằng can gì vậy. À. Là nó cho qua. Còn gọi ghê nha. Còn mình thì đi làm gì cũng quất cao thấp. Dạ. Bị cho nó có bóng nó đi, cái hình có gạt người ta mình. Mà nó đi cành nó có bóng lên cành nhái nhái chứ đâu có vậy. Đây nè, chỗ này. Giờ mình sẽ lại đến khu vực mà chú nói là có một người phụ nữ đã từng hiện hình về đè cái người bạn của chú nha. Bây giờ đây nè, chỗ này là có cái nhà để cắt thì vô chạy ngày nào cây tở nghỉ đó. Rồi ta về ta bỏ đó. Rồi xe mình công trình măng nè. Người ta đậu ở đây mình bảo vệ tới đâu thì mình ngủ tới đó. Rồi đậu ở này thì trời mưa đồ ướt sao. Bước chưa ở vô chạy đó. Nằm thì đó là quay ra bớt thiêu thiểu rồi đè đâu rồi không gốc gì gốc gì gốc gì bị người ta lớn tuổi với người ta không có sợ cũng nằm nó điều đêm đó là đẩy nhá đè trả đô 3-4 thiệp người dân không sợ dân sợ ta đâu có dám nằm luôn nằm gì cũng chả nằm luôn tại đây còn ban đêm là mấy ngoài nhà tôi vô chơi với tụi này nó cũng sạc trống là ở ngay cái vị trí bên đây hả chú bên dãy này nè cái máy này nè là nó gung chứ ông chắc cái đại nằm tại đây rồi trước ở đây có một cái trại người ta cắt để làm những công trình ở đây ha không có cái trại đó là cái trại của người ta cái gãy cái bái người ta đó người ta cắt cái trại để ta nghỉ trưa này nào kia đó rồi lúc ta vô màn rồi lúc ta nghỉ rồi hết mùa hết bọng ta không vô để cái trại thôi cái như nghỉ màn thôi rồi mình giữ cái công trình xe ta đậu đây mình phải đi theo xe ta ngủ rồi mình chờ mưa lúc chờ mưa đó chào trong mưa đó mình vô cái chạy đó mình ngủ đặng mình giữ gần nằm sát mé này nè đêm mới nhát đè trả cho 3-4 hiệp trả không trả mới nằm đè hoài thôi quay trở lại đi về vậy nè còn ở đây là giờ là cái chạy người ta dở hết hả chú dở rồi rồi là chú đó là ngủ trong đó là mấy lần ngủ đêm đó đè 3-4 lần rồi đêm sau chú đó có ngủ nữa không xe ta dợ đi thì mình đi theo xe ta đó mình đâu có nằm hoài được xe mình bảo vệ thì ta kêu mình ngủ chỗ nào thì mình ngủ chỗ đó mà ta thí dụ ta dợ đi chỗ khác thì mình đi chỗ khác mình đâu có ở đó được như vậy là chỉ bị một đêm thôi là mình dợ chỗ đêm khác 3-4 lần xe ta dợ đi rồi mình đi rồi buổi buổi tối khi mà trước khi ngủ rồi chú đó có giái gì không ha chú không trời ở tụi tôi có giái ăn gì rồi bây không giái luôn sợ đục bơ thì đi vô vô đó ngủ đặng chắc người chắn gió vậy thôi với ông cũng xăm mấy rồi lớn tuổi rồi ta đâu có sợ ma đâu bởi nằm đó mà bút đẩy đè ba bốn là chứ gần có vô đập bà vô đè tôi muốn chết đâu bộ có dễ rồi tôi đập nữa nó đè nữa trời ơi chứ gặp nhất chiều tối nè bây giờ còn nè là có mấy tuổi đó là tối đi là chạy vô ấy nó cũng cây ba cây đó đứng chăn gì đó cũng sạc cách đây là bao lâu rồi hả chú cái gung cây hả cái chú bây đó bị đè là cách bao lâu rồi năm đầu một năm rồi ha một năm thì sau này chú có nghe là có bà con nào nói ở đó là có mã mồ gì người ta mắc không? Ồ, vậy là giống như là những cái vong hồn mà đi lơi khơi hả chú dạ cô mà biết mã mồ nó phá nữa đó tôi có bị tôi dạ mình đâu dám đâu không không tôi chờ cái nó phá tôi bị tôi à nhưng mình không có biết mã mộ còn cái mã này tôi chỉ đó nó ngay là làm cái gì rồi tôi nói là mày sống khác nha sao vậy nha mày còn nhúng nhích đó là mày chết với tao á tôi không nói người từ đó vì sao nó không có phá tán gì tôi nữa chân á là không có nhát nữa ha thành thử tôi trời ơi tôi đọc lắm hồi trai với này nọ tôi đọc á yếm tôi cũng biết yếm nè
còn muốn mà mày không cho mày ở tối tối rồi phút chờ phút người ta lên mã tuệ chẳng hạn. Trời ơi, trời ơi. Trời nở nó ở không được, mở dạ. Gõ tôi độc lắm. Chú cũng chơi chắc cỡ dữ ha. Trời ơi, nó ở không được. Bởi vì tôi nói đặt cái mã này đó, nó không có phân, không kỳ một tôi à. Rồi tôi nói nó thôi luôn, chứ mà nó còn nó bị tôi rồi, bị tôi sát bên rồi. Trời ơi. Nói chung là người ta cũng không có tình phá mình thì thôi à. Người ta không có phá nữa thì mình cũng thôi, đừng nên động chạm tên ta nữa. Ờ. Dạ. Nó ngay thôi. Chiều cũng được tốt thôi. Tôi nói ngay tôi cũng là nói là mày sống thì dân gian công phủ đâu cũng ý mày, mà mày sợ tao chứ tao đâu có sợ mày, mà mày phải gỡ đời cho tao thương thì là tao thương mày, mày thương tao. Dạ. Có khi mày mà phá tán tao nữa là mày đừng có trách tao à. Có khi nếu mà mình có tiền thì mình cũng mua trái cây rồi mình cúng cho người ta ăn. Không tôi cúng đó không cho. Không cúng ha. Không cho dạ. Những thứ ma này cho nó ăn mười mốt đại hoài. Ngộ chứ. Ừ. Vì chứ chú cho nó ăn ăn thì nó quốc nó sẽ theo chú kiếm ăn nữa. Ờ. Đối lại xin nữa gì. Kiếm ăn được ăn rồi là không cho. Nhưng mà mày phá tao là có đến tính mày đó, nhưng nó thẳng ra cái con ma là cái dâm hồn vậy thôi, nó sợ mình, mà tại mình sợ nó thôi. Đụng tin cho nó đi. Tôi nhỏ đó gàng không đuổi, tôi không biết sợ ma là gì. Ở vòng vòng đây con thấy ít nhà rồi hả chú? Đây đâu có nhà, hồi trước có nhà bỗng đâu. Dạ. Bây giờ mới mở có một cái hai cái trại gì à. Con thấy là vắng dữ lắm luôn á. Đâu có nhà. Khu vực này buổi tối là con không dám ở luôn. Mở đường đường này nè. Rồi thành thử tâm ở nhà cửa nó mới cắt từ thêm nè. Dạ. Chứ rồi đó ta khi dùng cái giường vậy là có cái chỗ mà không à, đi qua cái mã hình đó tôi chỉ cho. Là cái mã đường bên đây luôn hả chú? Rồi đi đường bên này. Rồi đẹp dè dè dữ lắm. Bắt dây dây bắt bán rồi tụi nó mình một dạ. Chánh heo rồi buồn rồi bắt dây dây ăn rồi chơi phát cái đâu cũng xài rồi nè tối nó lên à, nghe chú kể hồi nãy giờ mình muốn lặn người nghe cô chú thôi rồi tại tại mình sợ nó mà tao phải công nhận là chú quá dạng luôn. Buổi tối là mình ngủ ở đây mình lên luôn hả chú? Ngủ mình ốp hả? Trời ơi ở một mình mình ở nhà đó thì nó giữ đó giữ chứ tối mình bảo vệ nó cứ mình ngủ đó thì ngủ đó, nó cứ đi chỗ nào thì đi chỗ đó. Dạ. Lùm cây phước gì thì cũng phải đi. Chú dạng lắm chứ đi. Bình thường như mấy con là không có dám đâu, mấy chỗ này là không. Chia tay. Ngày đó ở đây mới vô là đây đừng có nhà đằng xưa cái nhà chứ cái này là nó mất cấp. Chứ không có nhà. Có chạy gì thôi. Hồi nãy nghe chú nói hình như chú cũng có bùa hả chú? Không có. Hiện tại giờ này là khoảng gần 6 giờ nha cô chú anh chị. Trời cũng nhá nhem thối vậy đó. Giờ này thường thường là con đi gãy đã về hết rồi. Nói sợ nó ngủ không được. Nó sợ. Cái vô đông quá đông thì không có chỗ ngủ á. Dạ. Nó mới đi qua bên này nữa cái chỗ đó là có cái trại. Dạ. Rồi lên tối ngủ đỡ sáng lần mặn. Nó đi về lên tao đâu có cho. Mà bởi bên công trình đó là lúc đó là đặt lửa cho nó không có chỗ treo, nó có cái trại mưa mình vô đục với cháu có cái nền nữa. Ở đây con thấy có cái dăng dây mình dăng ngủ á. Đây con à, con thấy có cái hồ nè, nó đè đè ba bốn đồng bạc gì đó, nó đè một nó đè nó nhát nó lôi ra sao mình không biết, chạy bộ về nhà nó đau luôn, nó về nhà nó luôn. Cái này cái gì chú? Cái này cái gì chú? Cái này gì chú? Giống cái mộ vậy. Cái này gốc dừa. Ờ gốc dừa mà lạ dữ hả? Gốc dừa lâu năm tôi lại. Trời ơi ở dưới này cái rễ nó ngang cái hang luôn kìa. Nhìn ghê á. Nhìn thấy ghê dữ ta. Y như cái hang à chú. Ừ, thấy gốc dừa lỡ vậy đâu. Bây giờ con nhìn xa xa cho con thấy nhìn thấy giấy giống cái mộ dữ rồi tại. Không có. Nam mô Di Đà Phật rồi nha. Dạ dạ, con thấy nhìn thấy giống cái mộ dữ lắm luôn. À, chú bây giờ chú vô đây giờ gì đó hả, này cũng bích thù luôn á, là có không có người tới đi, có ủi chỉ quơ ra thôi là vô đây thấy hơi lặn dò đó. Ôi rồi, nữa chú anh chị ơi, sao mà không biết giờ này sao mình mới bước vô khu vực vườn này nè, là ốc mình nổi giận lên nè, không biết sao luôn á, giờ này là 6 giờ tối rồi. Mình là hôm nay tất cả bà con đã về hết rồi. Một vòng vòng thảo kiến thôi, không có ai vậy. Thôi mình lưu ý thì đứng cao đi lúc rắc cao thấp.
thì lưu ý nó, mày tính nghĩ anh chậm bọc đầu nó bắt. Ai ngờ cái món quà không có, sáng lại đi ra ngoài kia nói chuyện người chơi, nó có bộ có ma gì sao đủ đồ chậm, tôi bọc muốn mất tiêu ông ba. Có chú đó là cũng 64 tuổi à, nhỏ hơn tôi. Nó trời rồi ông ơi, đây nó chết chiến tranh này, nó chết đó là người ngoài ruộng ngoài đồng dữ lắm. Chiến tranh Nam mình có bộ chia á, mình thử nó đi vô ông nó ma nó chứ sao bận vậy. Thì nó này tôi vô về đó rồi khoe mà chúng chung thấy này đó kia nó sợ phải công trình này nè. Yeah. Nó ăn cơm nước nó giái cúng rồi hết luôn, chứ đó sao không thấy. Mình thấy thụ hết trơn mà chú dắt mình đi vòng ở trong đây, mình không biết đi đâu luôn nha. Chú nói lúc trước chú cũng bị nó dắt vòng. Cái này là vườn không à? Sau này lấy phá vườn làm cái nền nhà. Đây là mình thấy không có đường đi luôn chú chị. Mình tới chưa chú? Lúc trước chú cũng bị dắt vòng đây đó hả? Này là này phá vườn này. Cái đó bắt cái mé này nè, dài lên. Bắt lên rồi bắt thú vườn đó mà vườn tao mới mày công trình này nó mới đổ đất này, tao phá ra tao đổ đất này nữa tao cắt quán nhà trọ nhà hàng gì đó. Yeah. Tao có tiền nữa chứ, đó là bịt bù á, không có chỗ nào mà trống đó mà không nhiều được chứ, đó là 900 người chết này. Chắc hồi xưa chắc cũng nhiều người mắc những cái phần mộ nằm đây chắc nhiều lắm phải chú, giờ chắc lạc mắt nhiều. Nghe ông kia ông kể sao bộ đậu người này chết, người này nó bên lên dữ bên mà mình mới nói nghe. Tôi ơi nghe mà đi giờ hả? Nãy giờ mình đi là làm vòng đây là chưa có vô được tới nghe cô chú chị. Đây nè cái đường trắng mình đứng đi bên đó đó phải không? Yeah. Cái này là xài không à, cùng bên trên đó đó. Tôi bắt dài xuống đây, đây có bọc lên, lên có bọc xuống. Là đi vòng vòng cái khu rừng này hoài luôn. Là tôi chỉ ra là đi bắt trên đó bắt xuống, vừa hết dần cây này bọc lên gì nè, không mấy cây bắt nè. Rồi tôi chỉ. Bây giờ mình đi khoảng tầm một cây mấy cây số, mình vẫn chưa có thấy được cái ngôi mộ mà chú nói nha. Không biết là mấy anh em mình thật sự là có bị dẫn đi nữa hay không nha. Nãy giờ mình thấy đi vòng mấy khu vườn đó mà vẫn chưa đến cái địa điểm đó luôn. Không biết là thật sự là mấy anh em có bị chú bị người ta dắt đi và dắt theo mấy anh em mình hay không nha. Qua đây rồi tôi gãy à, trả lời đó. Dạ. Cái gì? Mày ơi, cái mã. Long ơi. Cái mã hả? Ngọn vậy. Sao cái mã này có cái những cái mã sao có cái cây cắm lên? Ngọn. Giống như là bị yếm mấy cô chú anh chị ơi. Mình không biết sao nha. Thực sự là giống rất là giống như bị yếm. Cho mình nghe chú kể cái câu chuyện trước đi. Qua đó trở lại. Rồi mình cắt dây nữa, rồi có mưa vô này là đục nang 4-5 thằng cãi dắt đây nè. Trời nó đèo nó kéo gì sao không biết chào. Chạy về nhà đau luôn rồi chị hết bệnh mới dám lên. Là đây. Là bị mình có miếng đan này nè. Tối là mình cắt dây rồi dân mộng ngủ. Có mưa chạy vô đục bệnh nó cạch cứng hết trơn không có chỗ. Là nhờ có cái miếng đan này. Rồi cái mà đó đó. Là cái đan cái chỗ này là chỗ cái chạy này nè, nó bà thấy này nó cứ là nó bả xài chứ chưa rồi ta vô nghỉ. Dạ. Rồi mình có cái nền nặng quét sạch này nọ rồi căng dây rồi tối là ngủ. 4-5 thằng về luôn. Nó bị
Nó chạy về già nó đau luôn rồi nó mới chị giờ bệnh hết đau nó mới trở lên la làng mà tôi trước tôi là tôi biết. Con cho con hỏi chút là buổi tối đó là bao nhiêu người ngủ ở đây? Cái chừng 4-5 người ngủ rồi. Mà 4-5 người bị đè hết luôn, đè lâu cái gì đó là cái như chạy về nhà đau hết trơn luôn. Là rồi chị hết bệnh mới dám lên. Là mấy chú đó buổi sáng có kể lại với chú là bị cái gì hay không? Không có kể gì hết trơn, đi chạy hết bệnh đi lên cho nó bữa là lên la làng luôn. Bây giờ tôi không giấu qua bệnh rồi, nó đè nó lâu cái cáo tôi đó là đau muốn chết hết trơn rồi, la làng bệnh luôn cái trơn. Mà hồi trước là tôi bắt ve đây nè, là cây xài đó nó rớt cái đập cái bịch. Tôi ba tôi gọi câu hỏi trái xài không, và tôi biết cái đập với tiếng đập nó khác, tiếng xài nó khác. Tôi biết mới đầu bắt trên đó, bắt đó bọc bắt lên rồi bắt chảy xuống. Dạ. Chảy xuống tới đây đập cái bịch cái tụi em mày kệ mày thử đó, mình tắt hơi bị cái chỉ bên đó là bên đó cái xe đầu rồi đó, thì đó tôi ở đây nè, đây tôi bắt trở ngang qua đó đặng mình về xe mình bắt sao bọc vô này, bọc vô này cái pha lại gặp đây nữa, gặp cái chạy kỳ trời mày hả, mày kệ mày đi, cái gục đầu bắt trở về đây nữa, bắt vô nó đi vô dạ trong đó nữa. Hiệp thứ hai pha lại tôi đi ngay lại đây, người ta sợ người ta đổ dấu vào đây rồi mà tôi đi lại luôn cái bắt nữa, nó mày ngon mày đi mày làm hoài được mày ngon đi. Là hiệp thứ ba tôi vô tới trong chạy trong kia chẳng á, bởi vì cái đường này tôi cũng biết rồi, để nó tôi tắt trở lại ra ngay mà nữa. Tôi nói thôi rồi tao đi dài chứ quẩn mày chết chứ làm à, tôi yếm bỗng này là kệ tôi gần rồi đó. Nói gì thì bắt đầu tôi vú cái đít đặng tôi đi dài chứ bắt đi dài chứ không phải là không bắt ngang, chứ mình để nó vòng hoài biết nào về xe bắt đầu sao. Tôi vú đít rồi trên đầu tôi vú xuống mặt cái rồi là đây tôi bắt tắt gì đó luôn, kéo cái lại dẫn vô 3 vòng. Chú cho con hỏi chú là buổi sáng đó là mấy chú đó là có nói là bị bệnh gì không hả? Là biết chính xác là bệnh gì không? Bệnh gì? Má đè ba lâu về rồi hết thụ hết chứ đau luôn. Rồi về chắc nghĩa là quả khốt á. Có nghĩa là mấy chú đó là bị ma đè rồi sợ quá là bệnh. Bự. Dạ chính xác ma đè ba lâu gì đó là la vậy cả. Cứ lên đó là la vậy chứ là ở bên bệnh nó không dám qua tay nữa. Con thấy ở đây là cái khu vực này là giống như là cái căn nhà hồi xưa người ta ở đó, chú ơi. Không, cái phải này tôi xây cái nền đặng cái này là cái trại xài tao bẻ xài nói cao. Dạ, là chưa xài. Có cái giọng này nữa chưa, là tại vì ở trên nhà tao đi xuống này là cái giường để tao nghỉ ngơi ra, rồi bẻ xài đó là phân thuốc gì tao để đây nè, bởi tao mới xây cái nền. Dạ. Dạ thấy cái nền sạch sẽ quá mà có cái trại nữa nè. Nãy trại thì tao chưa nghĩ là nè, có cái văn. Dạ. Giọng nằm nghỉ là nó kêu người ta khi bẻ xài tao để vô đây là nó người chưa gì tao xuống nó mặn đây tao có chỗ tao nghỉ ngơi rồi cái mã đó. Vậy là cái mã thằng đó nhát đó hả? Mã đó là nhát đó. Không, không. Sao mà chú biết là ở đó là cái mã? Hả? Cho con hỏi chú. Địa phương nhiều ai không biết nữa. Là chú cũng nghe những cái người ở đây kể hả? Trời ơi, kể gì? Nó la dạy ghét thì tôi mới mấy người lớn tuổi ở đây cũng anh em tới lưu bài à. Nó đẻ lâu ta nhát, tôi hết 3 hiệp mà đẻ lâu người ta... Chú thấy đau, cái hình ma luôn không chú? Thấy à? Hiện hình lên luôn không? Không, cái này là nó chỉ che mắt tôi thôi chứ không có thấy hiện hình. Còn nó là 4-5 cà kia đó là bị đè bị lâu gì sao mình không biết, cũng la làng không dám qua nữa. Và về đau luôn đó. Hết trị bệnh, hết đau ở quảng hồn á. Quá sợ ha. Mới lên ở bển rồi mà. Trời đâu có dám về này nữa. Rồi tôi mới hỏi đó, địa phương á. Địa phương thấy có thằng nhỏ chết. Con nít hay là người lớn chứ? Hai mấy tuổi. Là con trai ha. Trai đàn ông không biết trai. Đây nè, không biết sao mà cái mã mà của mình cái núm. Dạ. Cái vụ hồi xưa ông già tôi cũng chỉ là cái độc tre đó, với cái nọc trâu mình đó, ngay cái giữa mã là nếu mày quậy mà phá qua biết gặp nó lấy ngay giữa mã là đóng xuống cao là rồi. Đóng cho lúc để đây trong nhà ta thấy được mà ta chữ mà chết à. Thì yếm cha mẹ anh em ta với độc tre. Mà đó giờ tôi cũng không ý mà nữa. Rồi sao mà cái mã này lại ngủ. Mà cái núm này có khúc gầm giống. Dạ con thấy hình như là có khúc đậu. Mình hồi nào giờ tôi thấy khúc tầm giông gâm xuống và ở phía trên đó có một cái miếng sắt gì nữa. Mà cái mã cũng khác như mấy cái mã mà hồi nào giờ mình thấy luôn. Nhưng mà con thấy cái này ngộ nha. Cái nền này là cái nền bít. Chứ không phải là một cái nền mộ đâu.
Nhưng mà đặc biệt là người ta tại sao là chôn ở đây? Cái này là cái thằng này, cái này là nó quậy dữ lắm, nó vô nó bệnh dữ lắm. Yeah. Ừ, nó vô đây là chết, nó cũng quậy lắm nó chết. Ta không đem về, ta để tại đây ta chôn luôn. Con sợ ở đây là nó cũng quậy bệnh bình định. Con sợ là cũng có cái khúc mắc khi mà chết, người ta cũng có cái khúc mắc gì đó nên là người ta mới không đi đầu thai. Cái chuyện đó mình không biết, thiên cơ mình không biết. Dạ. Nhưng mà nói chung hồi lúc mổ bệnh hoạn là ví dụ hồi lúc mạnh của mình đó là nó mạnh đó là nó bệnh hoạn nó quậy bò người ta sao là không biết nó sao mà chết không tâm dài mà ta chôn tại đây. Rồi nó ở đây nó cũng nhát ra này đòi dữ lắm ở đây thằng gầm. Bởi tôi đâu có nói cho mấy cái thằng bị đau này mà nó hay đâu, để cho thằng ngủ để tới ta sợ ta không dám mặn sao. Tới chừng nào nó nói vậy nó bị lôi bị giác bị đè gì sao biết, nó về chị bệnh hết rồi nó la làng tôi mới khai ra tôi mới nói đi cho nó biết chứ mình đâu có dám nói, mình nói sợ anh em ta sợ người ta không có lên làm được. Rồi sao thì cô hỏi địa phương thì địa phương nói này nó cũng giác cả dữ lắm, nó quậy cả dữ lắm mà sao này cái này là không đạt hiếm lạ hiếm mày sao mà nó quậy. Thôi đừng đụng vô, nó tốt nhất là đừng đụng vô đó không, cái đó không sao không đổi mình chú, cái đó là cái cây cầm dông phải không? Dạ. Còn ở trên là con thấy có cái khâu nữa. Không. Cái khâu đó như là cái khâu không lẽ móng ngựa sao? Cái đồ mà đóng vô cái chân ngựa. Không biết. Cái chuyện của người ta mình nói được mà cái chuyện chết nó cũng nhát người ta này đó, ở đây cũng đỡ lắm mà. Con thấy đằng kia có một trụ gan cái mộ nữa kìa. Đằng chỗ gốc xài kìa. Cái này cái cây xài này nè, cái bịch tôi chưa. À, cái chỗ trên cây xài này là gớt cây xài xuống ha. Đi lại đây nè, gớt cây xài đâu. Đập cái bịch đứng ngang đây nè, đập cái bịch đó đó. Tôi nói mày nhát tao ha. Rồi tôi mới lợi gì đó, tôi gọi coi phải chứ mình nói nó mà nhưng mình gọi coi có phải xài rụng hay là không. Để nó qua người ta. Rồi gọi không có trái xài. Tôi mày cởi mày ngon mày làm gì mà làm thì tao đâu có sợ mày đâu. Rồi bắt mình lo bắt. Ai ngồi chạy hết 3 vòng. Vòng thứ 3 thì chạy quá tôi mới đi về. Giúp cho đầu xuống mặt ha. Nhưng mà con cũng thấy ngộ ha, không biết là người ta chôn trước ở đây rồi người ta mới xây cái này hay là người ta lấy cốt gì đây người ta không, làm cái nắp này. Chôn thì mình em không có lại chôn tại đây. Nhưng mà cái có không phải là cái cốt. Nhưng mà cái vụ chi cái mộ nó mà là gì mình không biết. Nhưng mà hỏi ta nên nó là nó cũng nhạt được quá tại vì nếu mà như chôn á thì người ta sẽ làm một cái mộ đàng hoàng chứ không phải như vậy đâu. Con nghĩ là cũng có khuất mắc gì ở đây á. Không, cái chuyện của người ta, ta chung các lời chuyện của người ta làm gì dạ. Tao biết, mình không nói vô. Có nghĩa là đó. Mình chỉ phân tích thôi. Tại sao lại có một cái núm thôi lôi ở phía trên này. Ở phía trên thì có một cái cây tầm dông cắm xuống. Chuyện này, hôm nào mới giờ này chuyện nó cũng lạ. Còn có cái dòng sắt nữa đó. Ngộ có cái dòng sắt mới lạ. Chứ dạ. Nào vô cái mã nó có gì. Dạ, nó có vô cái núm giữa này. Núm đặt mình có đắp mã, đắp xi măng đá thì đắp, không đắp thì thôi. Dạ. Chứ đâu mà có cái chỗ này. Sao mà ngộ chứ ta. Kỳ lạ ha. Không có bia mộ bia gì đâu. Chỉ đổn dạng một cái nấm này là một cái cây tầm dông và một cái dòng sắt cắm lên. Này ra mấy tuổi ở đó là ở đó bên đó là cả như là mình không có dám đụng vô luôn. Ta nhậu tối bị màn hồ ăn cơm nước bên bển. Rồi tối đi qua đây mà có cái chạy có cái xăng đó đang căng dây đang ngủ. Rồi sáng đi qua làm mình phải đi dịch cúm rồi đâu có cho về nhà. Rồi đặt đông quá đông rồi phải đi kiếm chỗ ngủ được sáng làm. Lên nó 4-5 người đâu hết trơn. Rồi lên nó là. Thì là. Còn ở đây rắn độc dữ lắm. Còn nó ma thôi. Ma hỏi tối đa. Ngoài cái vụ mà bị mấy chú đó nhát là còn chỗ nào nhát nữa không thấy chú? Hả? Cái vụ nhát thì hỏi mấy ông kia nó tùm lum nó lá lắm mà nhưng mà có cái nghe bộ đội này mới linh và đi vô lấy cốt bộ đội chết thằng đó đó mấy ông địa phương ta chỉ đó vậy mà giờ về bắt quá kêu ngoại là ngoại vô lại chỉ một trong này biết cái gì mã gì vậy hen là kêu vô chỉ ngay tại chỗ đó lấy cốt. Mà có một thằng bạn thân chết bên kia bên á nhưng vô đào chỉ cũng đó đào mà chịch nó kêu trở lại chịch qua bên đây nè mà mới chúng
thì từ ngoài nó về ngoài mà kêu vô là nó chỉ mình quan du rồi cái như đá lấp lợi gì đất bằng này gì chứ đâu có phải mà chung cắt gì đâu clip chết ngậu. Vậy là nó linh không, vậy là chật kêu là chật là đây là đào cũng chỉ vô vậy mà ngay đó mà chỉ giống ngay chỗ luôn á, mà chật còn chật chút xíu nó chút xíu gì kêu quay quay qua này chật qua này là hiện hồn về tới mà miền Bắc kêu. Miền Bắc kêu kêu vô chỉ chỗ luôn, kêu vô tới miền Nam trong này vô tới đây luôn chỉ chỗ luôn. Trời ơi còn mới linh chỉ chỗ mà đào xuống của mình đào xuống như vậy đó là chịt cho nó chút xíu gì là nó kêu nó kêu lại là phải chịt qua bên này nào ngay đó. Có nghĩa là cái người kia ở ngoài ngoài Bắc xa rất là xa nhưng mà người không ta biết đâu, biết điện vào mà. Đây biết chính xác là cái vị trí nào là đúng cái vị trí nào không đúng, nó về quá nó kêu chỉ đi vị trí trong này luôn. Dạ quá linh luôn hàng rồi như vậy, vậy là còn mới hết hồn cho như vậy. Còn một thằng chết ở bên tí đà bánh á, bạn thằng của nó vậy là nó kêu quá là đó đi chỉ ngay qua cái thằng kia chết rồi lấy cái bóc cốt luôn linh thiệt. Mà ngoài Bắc mà biết ngoài bãi vô tôi chú đi chịch chút xíu biết đất ai rồi biết dòng chỗ sao đâu mà bắt nó chỉ vô ngay điểm cây cốt ngay chỗ nó luôn nằm luôn. Ừ. Ê, tôi chết kiếm thêm một người bạn nữa. Ờ nó chỉ thêm một người bạn nữa thôi rồi nó hay thiệt quá linh luôn à. Còn chiếc này gắn độc nữa. Thôi đừng nói tới bởi nè tôi đi dắt này là phải chở là bỏ đèn theo á, gắn độc hả chú? Gắn độc dữ lắm trời ơi, hồi mới phá ra thôi khủng khiếp dữ lắm hả chú? Dữ lắm bởi giờ đi mình đi gì đó là bây giờ nó động cái công trình này nó mằng nó động đó là nó đi bớt rồi, còn hồi mới vô phá nó bò lên ngẩn lên ngẩn trời ơi gắn hổ bơm hổ gì hộ gì tôi đủ thứ hết trơn. Chú gặp nhiều con không? Ôi ôi con xe chạy ban ngày bị động nó bò lời ban ngày tôi lạ lạc luôn. Trời ơi dữ gì đó gắn độc. Tại vì ở đây giáp danh với núi Cấm đó chú thành ra quá trời núi dài rồi núi Cấm nhưng mà cái núi mình nó lâu năm quá là cái gắn cụ gắn mẹ đẻ cái con đẻ cháu đẻ đủ quá quá lâu bướm ngay thôi đừng nói tới mới rủi ra đường vậy để thắt khô mình á. Tôi ở đó là hừng sáng cái đi theo nó ủi ra thì sáng lại mùi thương xuống á, sáng rồi đi gặp nội rồi nó bò không đó thôi. Cái dấu bò đó lưỡng biên. Còn cái cố gắng hổ bướm độc lắm nghe. Đi thì bởi đấy phải dòm dò như cái đường mình đi vậy nè. Yeah. Xe chạy gì nó không có đâu. Nó nằm ngay cả cặp cái mấy dấu dò mình đây nè. Dấu dò bên này nè. Yeah. Là bước ngay nó phanh tròn bước ngay đó nó cắn ngay cắn. Một cây bị lực lên á. Mất đi từ bệnh viện không địa phương luôn mới năm rồi thằng cháu nó ở đây cái chết bị hậu sơn hết cũ bị chết còn mới gửi mất công trình ra đã hẹn rồi bắt gắn chứ nó không dám chạy thứ này gắn gì vậy? Còn cái đường nãy tôi chỉ chú đi vô ra tháng là động nó bò qua bò lại bên này dắt qua đường bên kia dữ lắm rồi hả chú? Bên này mà đang thổi dắt vào bên kia rằng kêu nó tưởng thụ cái ông nước cũng vỗ xe vậy nó chạy ngang nó là nằm bên kia nó chạy bên đây cán ngang cái đuôi ngóc lên vậy hồn sức phỏng giọt luôn. Bự không chú? Bên đường bên đây đường đó mà chú thấy bên đây mà dắt bên kia trời ơi cái đường đó đi 6 mét á cái mặt á dắt qua hồi đó tôi nhỏ hơn hồi đó chắc cũng 4-5 mét bị vừa mới phá đó hèn ơi vậy là gắn nó bự lắm rồi. Còn hỏi địa phương đây đó là ngồi bu bu lớn tuổi với tôi hỏi địa phương tôi họ nói chuyện từ trời trời ơi mấy năm trước xuống cặp gắn là như thế này xuống là một cái là ở địa phương này là ta xứ gắn rồi mà thấp giá vàng là xin ra rồi mấy ông cũng lên cái gác gắn tu rồi hết thành phường lớn là đứng kê bắt trơn mà tôi nói ngay tôi không có hỏi gắn gì mà không biết rồi gắn bự cặp gắn bự lắm một xuống là nguyên cặp rồi bu nhau chứ thắp nhang giải dạng rồi xin ông cũng đi là lớn gì lắm hả chú? Lớn gì mà lớn là tại vì địa phương này mà bà ta thắp nhang mà bà ta giấy rồi đến cặp cắn rồi vừa gì còn tôi vô mặn đây nè cái dách núi Cấm mình xuôi dách bên bển á xuống á cái thằng bên kia á nó vô mặn hồ tối nó về cái nó xịt cá mình này xịt ban đêm nè xịt cá rồi cho vợ nó bán sáng vô mần hồ là cái thứ hủ chắc ông nội hôm nay ông xuống nước ông mang cá gì đó
nó gặp thế này nè, rồi nó gượt vô lạ lạc, tôi gượt mà nó hù cái mất tiêu bao quơ ông. Tôi gặp tao, tao chạy không kịp bị gật, trời ơi tôi cầm xét tôi sợ vậy. Và nó bắt chú sắp mình vậy nè, và dắt mình ông cắm xuống, dắt ông cắm xuống vậy là bự dữ lắm, bự rồi. Còn cái ngoài ông già bà, ông già ba ông ấy đó là ngồi ngồi anh em mình tuổi nhau rồi mình hỏi thăm vụ xứ núi này có gắn bọng này nọ kia sao sao, thì ông mới kể tên ai đó rồi bị cho nó đó. Là như cái vườn mình vậy nè, nhưng mà mình trồng mình bỏ không không có dưỡng trái vào bên gì đó nhiều năm rồi, lâu lâu lên thăm, lên thăm vườn hàng hàng em con vậy đó. Lên sẽ gặp với chạy về là quẳng là lo bệnh đau luôn, rồi mới chạy về cho dưới này 3-4 người lên gặp gắn lắm, 3-4 người lên lên bây giờ gặp là dám chạy vậy bắt xỉu luôn, không dám lên luôn á, là dám tung cầm là quá bự hả chú, lên mà gặp xỉu thiếu lượng xỉu chạy về mà 3-4 người đó tính gắn gì cỡ nào, không dám lên vườn luôn, từ đó thì sao không dám lên vườn luôn. Sau này y máy rồi mới lên, là ta địa phương ta nói tên nó họ này nọ kia cho mình đó đâu đó rõ ràng, còn mình không biết, bị vô mình cũng như mấy cháu vậy không biết, mình hỏi thăm mà bị xứ núi này mình nghe rồi nó cảm kích là nhiều rồi. Còn tôi có bảo vệ chung mà cũng 60 người em giữ chung, thì tao với xe đông hai thằng ngồi chung. Rồi tôi hỏi vụ mà trong này hổ may có bắt bớ sao săn gì bắn gì được không, sao sao thấy không, mới kể được đó đi đó là đi săn hồi đó là nói cái dịch này rồi nói mình bây giờ vườn xài qua nếu đó này đất lâm cây vườn thụ phục không à, heo rừng heo bọng gắn cái đủ thứ đó. Chứ không phải là vườn mình đâu bây giờ mới phá quan ra. Rồi tôi hỏi dùng nghe nói rồi không may vậy là làm sao cũng lẹ lắm làm sao bắt, mà trời ơi ông ơi được đó tôi đi nó ngay cái nó chạy nó bò một cái là ghét ở đây là cả cây số trong rồi cua dễ kêu gắt gắt, nhưng mà có chó đi theo á, nó vừa chạy vừa chó chạy theo cắn đuôi vịt lợi, rồi con gắn hũ may đó nó mới quay đầu lại nó thủ con chó hoài, rồi đâu có mấy mỗi người đi giờ là có dao gựa trong này còn quéo lắm, cây gì nè chặt khúc mà đi đàn thôi, hồi đó là đi đàn chứ đi phải đâu ăn ở đâu, mà đứng ở ngoài phan vô trúng vào cổ thì nó gục xuống mà mới vô đập đầu. Giờ là đợt chả đi giờ là 3 con chó thì là chó nó ngang hông nó phóng vô thì là mổ tôi cắn cái lần con đó, cắn ra gà giấy bạch chết là chết 2 con chó, còn con chó mẹ chó già nó theo nó cắn đuôi không à, làm thử cắn không được là mới phang được con chó là con gắn đó, chứ nó chạy mình đâu có ấy được, nhà có con chó là nó theo thủ con chó nó không chạy là chết. Trẻ mới nói tôi mình hỏi thăm vậy, mới nói trời ơi dài có là bên hỏi có ba lớn đi mình mới hỏi nó trời ơi bên này đó là 2 con chó một chảo, bên kia là con gắn là một chảo, ai muốn ăn bên nào ăn, là đừng có mà chết 2 con chó, còn 3 con chết hết 2 con, còn con gì là hổ mày nó lớn lắm hả chú hả, còn hổ mày nó lớn lắm hả, nó chảo ự mà bên đây 2 con chó một chảo, bên kia là một chảo ự mà. Trời ơi, như vậy là cái trọng lượng mà nó mặn ra là bằng với cái số ký mà của 2 con chó mặn ra. Thì bên đây chảo nó chảo bự đó là vừa về bên đây 1 chảo 2 chó kia 1 chảo rồi muốn ăn nào đó ăn. Rồi tôi hỏi mình cũng như mấy chú tôi biết nó lẹ lắm sao bắt, nó có chó nó quậy cắn lại vậy mà mới bắt được chứ làm sao bắt được. Rồi nó nghe nó có nọc không, nó trời ơi cắn con chó vô rồi mổ vô con chó rồi chó nhảy ra ngoài rồi là dãy tê tê chết liền, nó nọc độc lắm chứ không phải mà hổ mày không độc đâu. Rồi được đó là chết hai chó là người chính người đó là ông ló với thằng đà tôi được nói ta luôn là ta đi hăng đó. Còn nó kể chứ này đó hen, vô đây mấy chú vô về địa phương là kể như đó là gắn hổ mày ngày xưa mấy cự người lớn tuổi là kể như có ăn liền cười kèo,
là bắt được là đa số là bắt là trong hang đá, chứ ở ngoài nó chạy đâu có làm được. Bà con có chừng mười mấy 20 ký thôi, chứ bự quá là không có được, nó dài lắm, thấy nó cái chuyện bắp chân cả là mấy chục ký lô rồi đó, bị nó quá dài. Rồi nó vô trong cạc đá giống là mắc kẹt ở trong ngoài này, lấy cây bình dọc để thục là đó, cái chết nó rồi bắt cho đâu vô là gần được, mà trong ta kẹt nó xong nó đâu có chạy được. Với hai mà đi nửa chừng thì đó là dẫn chó này nọ kia, mà có mới bị gặp, mới gặp mà mới có bắt được. Mà bắt nó đâu, nó lợi gần bắt đầu lấy cây mình phang, mình nó bóc cao đầu cao lắm gì nè, rồi phang nó trúng gần cổ, nó gục đầu xuống là mình mới được nó. Thì có chiêu ha. Rồi buông phang vô, đứng ở ngoài phang vô nó đâu dám. Bởi vì cái chỗ này là cái vùng mà giáp ganh giữa núi Dài với núi Cấm, bởi vì gắn dữ dằn cái nhà tôi đó, mặt ngày nó còn vô nữa, còn gắn kia đây hiền mình đấy. Tôi trong này tôi gặp đọc tôi gặp bùi về nhớ hiện mày đi mình bị mặn núi non ta không phá mình không có phá người ta. Chúng hay không bấm cái đọc không nó chợ vậy nè, như cái thao mình gửi sửa máy cái móc gì đó, chịu phá sửa, chịu sửa rồi bỏ chịu phá đó, sáng rồi lấy sửa lại sửa để vô trong nằm trong á. Rồi cái đó bởi trong này ta cẩn thận lắm, còn đây nè cái đường dập dập vậy, tối mất đá thì đêm đi ra đá vậy. Nó theo cái đường đi của mình mà nó đường giấu người ta đi, nằm phanh tròn bởi bây giờ nó đậm quá rồi, nó đi rồi bớt cũng yêu đi bớt hết chứ. Chỗ đó lê cào, còn tôi tối đi ra đi vô đường đó, đi ra đi vô đó hẹn gọi đập liền cào, bởi vì nó nằm ngay đường đi, cái đường nó không đi mà nằm cặp mé nha, nó nằm dấu dò mình không. Rồi đó mày bắt buộc mình phải đập, còn ngoài bò bấm mày đi kệ dụng núi non mình không có phá ta. Nó ngay nó không phải nó cắn mình mà ngặt mình đạp nó cắn mà nó nằm ngay chân đường dấu dò không. Còn mấy tháng trước này cái nhà trắng tôi đó, nó bò vô ban ngày vô ở ban ngày vô trong đó luôn á, nó đập luôn hả chú? Không bướm con ở đây hữu chắc hữu đắc hữu ấy gì đủ thứ á, dân lưới gắn nó phá qua phá chứ tại dân dữ lắm dính vô. Còn hữu chú ý vọng luôn, quay cũng 1-2 ngày thế rồi nghe người này bắt con, người kia bắt con đi dọc đường gặp ta, lấy cây ta đập liền. Còn tôi đi cánh củi chậm này vậy nè, gặp đi mà sớm vô ba cái cụm đó, nó muốn gì nó muốn lụm nó lấy cái cây khều khều ra nó nằm trong á. Ở trong này có đi băng dép mà tối là phải cầm cái giá rất là nguy hiểm. Bởi vì đây còn gắn độc dữ lắm hay chú? Dữ lắm, thôi đừng nói cả. Đủ loại gắn luôn. Còn hũ ngựa gắn ấy nè, tôi ở tại đó rồi bằng cá bỗng hơi cái bò tụm lum bá la. Con bữa đó hũ ngựa đâu chừng nửa cái đồ gặp tôi bắt gắn ngon lắm mà tôi nghĩ bắt rồi. Bữa tới rồi tôi thôi, mày gặp tao mày hên, gặp tao mày chết. Hơn nửa ký hơn được cái. Còn gắn cho cháu mình vô gắn gáo liền con. Bự không? Còn cái máy xứ này cho đủ loại gắn bị núi mà. Thôi mình đi ra chú ơi. Rồi, tối rồi. Giờ này cũng gần. Thì cẩn thận nha. Chú sao con thấy ở đây có một cái núm giống như là cái mồ chú. Chú lại đây con chỉ cho chú coi. Chú gốc xài bự nè chú. Không phải đâu. Nè. Cái này hả? Dạ, con thấy có một cái núm nè. Con thấy cũng giống lắm đó nha. Được rồi. Được rồi này không phải. Chú coi kỹ phải không nha? Không phải. Là người ta kề chỉ chú là chính xác đằng đó là cái mồ ha. Còn đằng đây là không phải ha. Không phải. Nè, ở đây mình cũng sợ nữa. Rồi vậy chú cháu mình đi ra hết chứ. Mà con thấy sao mà ở đây là giống như là chú đi cái máy gì á chứ cái mộ sao mà ta chôn ở đây. Mình tưởng đâu là chú mình là cô chú chị nào giờ năm cũng chưa từng gặp luôn.
cái dòng bên đây là nãy mình chưa quay nè. Nam mô Di Đà Phật nha. Cô anh có phước mặt của mẹ đây thì đã về đầu thai nha. Có gì phước ức thì cũng nói chung là kiếp này mình bỏ qua hết đi, mình đi đầu thai đi. Kiếp sau mình thành cái người mới nha. Thôi mình đi vô của chú anh chị. Ở đây là cái cây xài mà nghe nói là xuống đây là nhát chú nè. Đi ra Nam ơi, đi ra đi. Có hậu rồi. Giờ này là gần 6 giờ của chú anh chị rồi. Giờ là mấy anh em mình còn ở trong đây là mình cũng hơi quận. Thì cái giờ chăn cẩn thận nha mấy chị. Bữa nay mấy anh em đi vô đây thì nói chung là nhờ chú dẫn đi chứ cũng rất là sợ á. Một là sợ ma, hai là sợ những con rắn độc ở khu vực dưới đây. Ủa sao ở đây người ta đạo gì trời? Chú có trồng cây gì không? Ủa sao mình đi đường khác nữa rồi ta? Đi không có giống cái đường cũ rồi nha. Giờ này chúng mình đã tối hù luôn rồi đó. Thôi đi đường kia đi chị ơi, đi cái đường mới ghê lắm. Đi sao về vậy đi. Mình đi trước hết đi, chị Sáu đứng lại chờ đi. Chị Sáu kia chỉ nắm. Mấy chỗ đây là mình thấy còn hoang sơ dữ lắm luôn nè. Đó, đây là đỉnh núi Cấp. Chị em nghe nói là hồi xưa là cái bến Bà Chi này cũng linh thiêng lắm hả chị? Ừ, thì bến Bà Chi chị có biết là... cái câu chuyện của bến Bà Chi không? Cái câu chuyện của bến Bà Chi là do nơi ngày xưa có một vị thần bà. Dạ. Ừ, ở đây bái rất là linh thiêng, là cũng như bà kiểu cũng như là bà chúa giữ con thú luôn đó. Bà chúa núi mình luôn ha. Ừ. Dạ. Vậy rồi thường là cô bác ngày xưa đi săn là về vùng này không nè. Rồi thành ra ai đến đây cũng vái bà để đi săn á. Người thành ra làm như là bả tin Bà Chi á, người dạ. Đặt luôn tới bây giờ cái danh luôn là người Bà Chi. Nhưng mà bà chúa đó. Dạ dạ. Đó là một cái câu chuyện cũng linh thiêng ở khu vực này. Nên là chị Sáu ở đây thì cũng biết về câu chuyện đó sơ sơ nên là kể cho cô chú chị nghe đó. Giờ này tối rồi nên mình phải đi về thôi. Ở đây vừa xưa chắc cũng còn lại những cái cốt người ta không lấy chắc cũng nhiều lắm mấy chú. Dạ, ở đây là cái thằng đó nó lên đó là nó kêu đó là đất nó lướt lại. Chết ngồi. Cái gì? Chết ngồi. Chết ngồi hả? Lên đất xuống lần sau là cho anh biết làm sao chú. Là khi mà lấy cốt thì bư ra là còn ngồi luôn. Vậy chắc bị tôi trông cống đó. Bù đậu rồi. Bù đậu hả? Bù đậu. Sao kỳ vậy ta? Bị nấp bư đó bị thương, ví dụ xuống cái tảng đá nó nấp vô tảng đá, đi qua được đất. Nó nấp vô cái lưng nó là cái tảng đá. Dạ, rồi xong cái bị mắc cái ở đó luôn ha. Ờ, lúc đó tại đó rồi. Dạ. Rồi sau này người ta lấy cốt ha, người ta bư ra gặp vậy luôn. Nói vậy nó kỳ quá.
Về kêu luôn hả? À, dạ dạ, có nghĩa là cái phần mộ mà hồi nãy chú kể là lấy cốt đấy ha. Lấy cốt á. Dạ. Lấy mà chịch hơi chút xíu nó nút kêu của chỉ nó chịch rồi chịch qua bên này rồi. Là cái luôn. Rồi lại cái bên bà đậu rồi bên đó đó. Là bản thân của nó rồi nó kêu chỉ ngay chân luôn cái thằng kia rồi lấy cốt luôn ngay thằng kia luôn. Quá linh người ta. Đó gọi là linh đó. Ồ, quá linh luôn à. Tụi tôi vô thì ở cái vô đó đó. Bản điện nó đi dập dạo quá. Vậy chứ giờ đó pháo bộ đội mình với hai bên đứng bỏ lợi. Mấy bà nội ba chút cũng chẳng chết thì nó xuống cạn quá chết thì tụi bún bà lá đó. Không biết đâu mà vợ. Nghe ớn quá ha. Đó chết ba chút đó. Rồi đây ba chút khác bên này. Chạy bị tắt hơn thì nó thôi. Nhớn qua đợi chết đồng ba chút bún. Bởi tôi thấy đi dập dở rồi sau hè cũng hỏi mấy người địa phương. Địa phương nó trời ơi, nó chết. Rồi lấy cốt được, rồi lấy không được. Rồi chết đồng nó mất cũng mất thôi. Vậy bây giờ là còn nhiều vong hồn mà đi. Bây giờ là cái nhiều mờ. Lạc dữ lắm luôn. Bây giờ mờ hả, nhát mờ hả, rồi bây giờ chưa được một. Bị đường tấm cải người ta tới lui rồi. Chưa đó là sầm phức không à. Phần âm nó nhiều ha. Chưa có đường dạ. Này, ví dụ xài mình chuyển ra cũng khó nữa. Rồi thử có người thì cho ra trái người thì bỏ mấy năm trời. Nó phủng phục hết trơn, bỏ bịch thù hết. Nói chung là giá tỷ ít có người ở thì cái phần âm nó lắng hơn. Ừ. Bây giờ ở đông hơn. Giờ thì đường xá với nhà cửa người ta ở nhiều rồi. Nên là cái phần âm nó cũng lắng xuống bớt. Lắng xuống mà bây giờ còn cái tầm 1. Mà cái do tôi chỉ chú cái con là bà này ngày nó còn linh. Người ta đi vô ban đêm nó gùng muốn nhát là vậy. Nó không có mã. Phải có. Vậy là mà. Phải có mã thôi. Vì là giống như là vong hồn đi phất phơ rồi. Nó nằm ở tại đó đó, mà nhưng mà nó không có mã lấy gì mình lành nó được. Dạ. Mà người ta đi ra vô cái nó gùm cỏ, gùm cây ta ào ào á. Vậy là cái dạng bây là giờ nó còn. Ông bà mình hay nói là siêu màu lạc mã đó, không chứ? Ừ, đúng rồi đó. Nghĩa là nó chết ở đó, mình biết nó chết ở đó nhưng mà nó không có mã tại vì bị lạc mã rồi. Lạc mã. Rồi thêm thứ hai nữa nó chết mà không có biết người ta đâu có cúng kiến đó khác á. Dạ. Đi cũng đi kiếm ăn ha. Đi kiếm ăn cũng đúng rồi. Cái mã này cái này thì cũng lên chết nữa này nó còn nhát còn chống lỏng mà tối nó còn vung cây nhát ra. Thôi giờ tới đây thì mình kết thúc đi. Rồi. Dạ. Rồi, dạ. Cảm ơn chú rất nhiều nha chú. Rồi, cảm ơn chú nhiều nha. Chúc chú nhiều sức khỏe nha. Rồi, tạm biệt chú. Tạm biệt chú. Hẹn gặp lại một ngày gần nhất. Rồi, có lẽ thì clip của Cao Tùng Vlog sẽ kết thúc tại đây nha. Hẹn cô chú anh chị vào một cái clip sau. Phải nói là những cái câu chuyện tâm linh thì luôn đầy những cái bí ẩn và mình chưa có lời giải. Nói chung là chuyện tâm linh thì cô chú anh chị nào có tin thì tin, còn mà không tin thì cũng không sao. Đó là những cái chuyện tâm linh đối với những cái người phúc mặt rồi. Thôi tạm biệt và hẹn gặp lại vào những cái clip sau. Nhớ đừng quên để lại một đăng ký kênh, bình luận góp ý và chia sẻ clip cho Cao Tùng Vlog nha. Bye bye.